Xin chào các bạn nhá. Mình vừa lấy mình bắt được hai con cua các bạn nhá. Đây này. Đây, mình bắt cua các bạn xem này. Đấy, một cua nhá. Mình để đây này, không lại nhầm lẫn. Đây một con cua to nữa đâu rồi nhỉ? Một con cua to nữa. Đây đây rồi. Đây. Mình bắt được hai con. Một con cua to này nữa. Đấy. Thế là tại nhà mình mưa đấy các bạn này. Đấy, sơn nhà mình ướt hết luôn. Mưa nên là cua chắc ở trên cái vũng ở trên kia chắc nó chảy xuống đây. Thế là mình mới bắt được hai con cua này. Mấy là ông mình đi chợ. À đâu, ông mình đi bắt ốc về cho rùa mới lại bắt ốc về ăn nữa. Nên là bắt được gần nay cua. Bắt được hai con cua. Còn hai con cua to này là không phải mình bắt. Hai con cua to này mình bắt nhá. Nên là hai con cua con ấy ông mình bắt cho mình để về nuôi. Xin chào tất cả.